kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Vô Lượng Quang vào ngày mùng 7 tháng 12 năm 1986 với chủ đề Những ai có thể đến thế giới cực lạc. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyền 2. lúc tôi đến mỹ có đến thăm một ngôi chùa vì trước kia có quen một vị thiền sư tại đó thuận đường nên đến thăm sau khi gặp mặt vị đó cảm thấy tôi không tôn kính ông bởi vì tôi không đảnh lễ vị đó ông có vẻ không vui lắm và nói với tôi sư cô bây giờ hình như trở nên kiêu ngạo sao không đảnh lễ tôi tôi nói có mà tôi nói rồi liền đảnh lễ vị đó và đảnh lễ luôn người đệ tử của vị đó. Lúc đó, ông rất kinh ngạc hỏi. Chú kia chỉ là sai di mà thôi. Sư cô đã là tỳ kheo ni. Tại sao lại đảnh lễ chú tiểu? Chú đó mới xuất gia. Sư cô xuất gia lâu hơn. Sao lại đảnh lễ chú đó? Tôi nói. Không sao. Đảnh lễ đại diện của Phật sống còn tốt hơn đảnh lễ Phật gỗ. Nói xong, tôi liền ra đi. Không biết sau khi tôi đi rồi, họ nghĩ như thế nào. Rất có thể cho rằng cô Tỳ Kheo Ni này kỳ cục, không lại tưởng Phật, trái lại đi đánh lễ một vị Sa di. Đối với họ, họ cho rằng địa vị của Sa di còn thấp hơn Tỳ Kheo Ni, nhưng mỗi người đều có Phật tánh. Cho dù không làm Sa di, Sa di Ni cũng có Phật tánh như thường, sao lại làm Sa di? ni rồi ngược lại không có Phật tánh. Đảnh lễ đại diện của Phật sống này còn tốt hơn là đảnh lễ Phật gỗ chứ. Bất luận chúng ta có sư phụ hay không, đều như nhau. Đều phải nhờ chính mình. Bởi vì sư phụ tối cao là mình, không phải là sư phụ bên ngoài. Cũng không phải sư phụ bên trong. Nhưng khi chưa đạt đến đẳng cấp cao, chúng ta cần nên có vị thiện trí thức, dẫn đường vị thiện trí thức đó mình gọi là sư phụ hay là thầy khi tu hành đạt đến đẳng cấp cao hơn một chút chúng ta có thể thấy vị thầy đó có hóa thân của phật hay bồ tát hóa thân phật bồ tát này nhìn thấy không biết chừng giống như sư phụ bên ngoài của quý vị hay là không giống nhau nhưng thấy được hóa thân sư phụ bên trong vẫn chưa phải là cứu cánh sau cùng mình cũng phải rời khỏi sư phụ bên trong. Vì sao vậy? Bởi vì thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Mình muốn thành Bồ Tát, muốn thành Phật thì không thể ý lại vào Phật, ý lại vào Bồ Tát. Chúng ta nên hành Bồ Tát đạo, nên thành Bồ Tát, đó là mục đích của sự tu hành. Đương nhiên, khi tu hành chưa thành tựu, chúng ta phải nhờ một vị có kinh nghiệm nhiều hơn hướng dẫn cũng như nhờ một vị hướng đạo dẫn đường vì chúng ta chưa đi qua con đường đó không biết trên đường có chướng ngại gì có nguy hiểm gì cho nên cần phải có một vị hướng đạo hướng dẫn chúng ta khi đi qua con đường đó rồi chúng ta sẽ hoàn toàn biết hết người hướng đạo chỉ dẫn đường nhưng mình phải tự đi khi mình đi qua rồi còn phải trở về hướng dẫn người khác không phải mỗi lần muốn đi chúng ta đều cần tìm người hướng đạo dẫn đường. Tu hành có trùng trùng pháp môn, có rất nhiều đường lối. Cũng giống như từ Cao Hùng đến Đài Bắc, có rất nhiều lối đi, có lộ trình dài, có lộ trình ngắn, có đường bằng phẳng, có đường gồ ghề, không dễ đi. Có đường không thể lưu thông vì sửa chữa có nhiều nguy hiểm nên đường bị chặn lại. Khi chiến tranh, có một số đường cấm lưu thông một vị hướng đạo hay là thiện trí thức họ biết được đường nào đi dễ hơn đường nào đến mau hơn đường nào không giao thông đường nào không chướng ngại đường nào không bị cấm lưu thông chúng ta theo người biết đường đi thì an toàn hơn sẽ không gặp nhiều nguy hiểm vì vậy chúng ta cần phải có người hướng đạo tự mình có thể tìm đường nhưng sẽ gặp nhiều phiền phức nhiều nguy hiểm, nhiều chướng ngại. Cho dù sau cùng mình tìm được đường, nhưng khi gần đến mục tiêu, rất có thể mình quá mệt mỏi, không còn tinh thần và thể lực để tiếp tục đi nữa. Nếu như không muốn tổn phí thần thức quá nhiều, chúng ta nên nhờ một vị hướng đạo. Mặc dù nhờ vào người đó, mình cũng nên tự đi. Nếu không, tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni phải khổ tu 6 năm? từ trong kinh điển, chúng ta biết rằng Phật Thích Ca Mâu Ni là hộ minh Bồ Tát. Từ cung trời đâu xuất xuống, công việc của Ngài là dùng ứng hóa thân xuống độ chúng sanh. Nhưng sau khi xuống rồi, cũng phải làm người, cũng phải như con người. Cần phải tu hành trở lại, không thể nói Ngài đã là Bồ Tát rồi, sau khi gián trần không cần tu hành nữa. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt. Thời mạt Pháp, là thời gian cuối cùng, rất có thể có chư Phật, chư Đại Bồ Tát hay là thiên nhân hóa thân rất mau đến thế giới ta bà để độ chúng sanh. Lúc các ngài đến độ chúng sanh, có thể không cần thụ thai, tự hóa thân đến, hay dùng nhục thân của người khác để độ chúng sanh. Bởi vì nếu như mượn bụng đàn bà sanh ra, thật quá chậm trễ, cần phải ở trong bụng thụ thai 9 tháng rồi mới có thể sanh ra. Lớn lên lại đi học. Học rất nhiều điều không ít dụng. Sau này tu hành còn phải rửa sạch những quan niệm không ít dụng này. Rồi mới có thể bỏ vào quan niệm có ít dụng. Bỏ vào những điều hữu dụng. Cho đến khi viên mãn mới khai ngộ thành Phật. Sau đó mới có thể đi quảng độ chúng sanh. Nhưng từ khi khai ngộ đến khi độ chúng sanh, chúng ta cần phải có thời gian lâu dài vượt qua nhiều khó khăn mới tu hành thành đạo làm sao có người tin mình có phải như vậy không mình nói mình thành đạo khai ngộ là chuyện của mình họ tin hay không là chuyện của họ cho nên từ khi ra đời trưởng thành học những quan niệm vô dụng rửa sạch những quan niệm này bỏ vào những điều hữu dụng sau này thành đạo rồi đi độ chúng sanh Quá trình này cần thời gian rất lâu dài. Giữa đó có rất nhiều thì giờ bị uổng phí. Cho nên, trong thời mạt Pháp này, có số người tu hành hơi mau. Có lẽ họ không dùng phương cách thai sinh mà dùng hóa thân trực tiếp ra độ chúng sanh. Cũng có thể là dùng nhục thể của người tu hành tốt để đến độ chúng sanh. Rất có thể Phật Bồ Tát xuống đây rất nhiều, hóa thân ra rất nhiều nhưng không nhất định có thể độ nhiều chúng sanh như vậy không biết chừng trong số đó có một vị bồ tát chỉ độ một người một vị bồ tát khác độ mười người cho nên cần rất nhiều vị bồ tát mới có thể độ được nhiều chúng sanh còn không sẽ không độ nổi bồ tát có thể hóa thân vô số thần thông biến hóa rất nhiều nhưng chúng sanh không thấy được cho nên vẫn phải dùng nhục thân độ người Thí dụ, quý vị theo tôi tu hành, có người ở nhà cũng có thể thấy hóa thân tôi đến dạy họ. Cũng có người trên xa công cộng thấy hóa thân tôi đến an ủi họ, vân vân. Nhưng có một số người vẫn không thấy được, cho nên vẫn còn cần một cái nhục thể sư phụ đến dạy họ. Phật Bồ Tát đến thế giới ta bà cũng như vậy. Rất có thể mình sẽ nghĩ rằng tại sao lại phải dùng nhục thể của con người? Phật Bồ Tát đã có thể hóa thân, có thể dùng thần thông biến hóa độ chúng sanh. Như vậy, sao còn phải dùng nhục thân? Bởi vì mắt thịt của chúng sanh không thấy được hóa thân của Phật Bồ Tát. Cho nên, Phật Bồ Tát cần phải hạ xuống một đẳng cấp, dùng nhục thể xuất hiện. Như vậy mới có thể mặt đối mặt nói chuyện. Chúng sanh mới có thể nghe được. Họ hiểu biết đạo lý rồi, sẽ từ từ tu hành. Phật Bồ Tát hóa thân đến thế giới này không nhất định cần phải có cha mẹ, cũng như chuyện của Giêsu Kitô, mình hiểu biết ngài từ hóa thân ra, đầu thai vào người của Maria, hóa thành một cái thai như vậy cũng được. Phật thích Ca Mâu Ni đương nhiên có cha mẹ, nhưng không phải vì quan hệ sinh lý của cha mẹ mới có thể sinh ngài ra, bởi vì Hoàng hậu Maya lúc thọ thai nằm mộng thấy con voi trắng sáu ngà chui vào bụng của bà, sau đó mới sinh ra hoàng tử. Mẹ của Giêsu Kitô lúc đó chưa kết hôn, vẫn còn trinh. Cô gái còn trinh tiết mà mang thai là chuyện mà nhiều người không tin. Nhưng người tu hành như chúng ta có thể tin. Tu hành rồi sẽ rõ. Phật Bồ Tát có nhiều thần thông, có đủ thứ năng lực. Họ muốn làm gì cũng được họ tự hóa thành người cũng được nhưng bởi vì đây là thế giới vật chất cần phải dùng hệ thống vật chất mới có thể sinh tồn tại thế giới ta bà bởi vì đẳng cấp của mỗi thế giới khác nhau sức chấn động cũng khác nhau cho nên phải dùng phương cách khác nhau mới có thể liên lạc với thế giới của con người phật bồ tát đương nhiên có thể cải biến pháp luật của thế giới ta bà này nhưng các ngài không chịu cải biến thế giới này sẽ đưa đến quá nhiều phiền phức. Chỉ cần cải biến một bộ phận trong đó sẽ đưa đến sự hỗn loạn của toàn vũ trụ. Cũng như bây giờ, tôi sử dụng máy phóng thanh nói chuyện vậy. Nó có quan hệ tới bộ máy chính, lại có quan hệ đến ống loa. Nếu như muốn sửa một bộ phận trong đó, phải tắt hết cả hệ thống. Ở trên thế giới ta bà này cũng vậy. Mỗi một chúng sanh đều có quan hệ với những chúng sanh khác cho nên Phật Bồ Tát đến thế giới Ta Bà cũng phải phối hợp với pháp luật của thế giới này. Nếu không, các ngài đến đây thi triển các thứ thần thông, thần kỳ ảo diệu cho người ta coi, chúng sanh thấy rồi sẽ rất tin, đều đến theo học. Phật Bồ Tát đương nhiên có thể lợi dụng thần thông, hoàn toàn đem hết thế giới Ta Bà đến Tây Phương, nhưng các ngài không thể làm như vậy. Tôi sẽ giải thích tại sao không thể làm như vậy được. Bởi vì ban đầu là tự mình chịu xuống thế giới ta bà này để học hỏi để biết chúng sanh là gì, Phật là gì, vô thường là gì, cứu cánh là gì, vĩnh cửu là gì. Dù là tự nguyện xuống, cho nên mình cũng phải tự nguyện trở về. Phật Bồ Tát không có thể xem vào ý thức của mình, bởi vì con người chúng ta là chúng sanh rất vĩ đại, có sức phán đoán của mình. Bất luận mình lên thiên đàng, xuống địa ngục, làm Phật, làm Bồ Tát, làm người, làm động vật, làm quỷ, mình đều vĩnh viễn tồn tại. Không có một lực lượng nào, một người nào, bất luận đẳng cấp của họ cao đến đâu. Cho dù như mình gọi là Thượng Đế Tối Cao, hay là Vô Thượng Chánh Đặng Chánh Giác, cũng không thể hủy diệt bản lai diện mục của mình, chân thể của mình, linh hồn của mình. Còn nếu muốn tu chậm chậm, học từ từ hay học cho nhanh, đó đều là do mình quyết định. Nếu mình đối với thế giới này thật không còn cảm thấy lưu luyến gì nữa, một lòng muốn về nhà, lúc đó không có ai có thể ngăn cản mình, ma vương cũng không có biện pháp phá rối mình. Nhưng nếu như trong ý thức của mình vẫn còn một chút lưu luyến trần gian, mình sẽ có rất nhiều chướng ngại. Tôi đã nói qua, tất cả chúng sanh đều có quan hệ đến những chúng sanh khác. Một niệm sẽ ảnh hưởng rất nhiều chúng sanh, sẽ kích động đến nhiều chúng sanh, làm cho chúng biến thành kết cấu của hành động, cũng như hệ thống của máy móc vậy. Mình ấn một cái nút, toàn bộ hệ thống đều chấn động, chuyển động có lúc mình không thể cảm giác cái phi tế nghĩ nhớ lưu luyến trần gian khi mình ngủ niệm của mình cũng không có cách nào kiềm chế nó quen với đủ thứ cách nghĩ hưởng thụ thế giới quen thói muốn đi giết người quen thói muốn có quan hệ nam nữ quen thói muốn đi trộm tiền gạt người phỉ bán người vân vân lúc đó ý niệm của mình cũng như ấn một cái nút vậy những hệ thống khác sẽ tự động chuyển động tạo thành chướng ngại tu hành của mình cho nên nói chướng ngại cũng là tự mình tạo ra mình thường nghe nói thiên hạ vốn vô sự phiền não tự mình tạo đương nhiên phật bồ tát rất từ bi rất thích cứu mình nhưng cũng phải tự mình cứu mình phật bồ tát chỉ có chỉ đạo giúp đỡ mình mà thôi khi mình đi bộ các ngài có thể bảo con phải mang giày, nếu không chân con sẽ chảy máu. Hay là nhắc nhở mình rằng đường đi hơi khó, con cần phải mang những loại giày khác. Cho nên, tôi thường nói, sư phụ tối cao là chính mình, đừng có trách người thầy không tốt, không giúp mình, không gia trì mình, vân vân. Phật Bồ Tát có thể giúp mình đến trình độ tốt nhất, nhưng nếu như chính mình không nỗ lực thì phật bồ tát cũng không có cách bởi vì chính mình chịu xuống thế giới ta bà thì phải tự mình muốn về nếu như mình không muốn nhưng phật bồ tát ép buộc mình về dùng thần thông dùng lực lượng kéo thế giới ta bà này tất cả lên hết cõi tây phương cực lạc nhưng đầu óc mình chưa chuẩn bị xong mình đến đó rồi có thể sẽ phản kháng không ở nổi không quen vẫn thích đi cờ bạc người cờ bạc tìm không có người chơi chung sẽ tức giận sẽ nhiễu loạn không khí hòa bình của thế giới tây phương cực lạc người ghiền rượu vẫn muốn uống rượu muốn tìm quán rượu tìm không có quán rượu họ sẽ tìm cách tự chế rượu như vậy sẽ biến thế giới tây phương cực lạc thành cái gì có quán rượu cũng có sòng bạc sau này thế giới tây phương cực lạc đều hoàn toàn biến thành thế giới ta bà như lúc trước vậy không có một nơi cho người thật sự tu hành ở cho nên chúng sanh nên tự độ lấy phật bồ tát là người chỉ đạo giúp đỡ mà thôi cũng như trẻ nhỏ lúc nó chưa trưởng thành mình phải cho nó ăn nhưng tự nó cũng phải muốn ăn có phải như vậy không khi đói nó sẽ nói nếu như nó không biết nói nó cũng sẽ dùng tiếng khóc để diễn đạt lúc đó mình lấy sữa cho nó uống nó sẽ uống vào nếu không nó sẽ không lớn được tu hành cũng vậy không thể hoàn toàn nương vào lực lượng của sư phụ lúc tu hành đương nhiên sẽ gặp một số khó khăn nếu như thật sự không chịu nổi tình trạng đó có thể cầu sư phụ bên trong giúp đỡ sư phụ bên trong là hóa thân của phật bồ tát nhìn thấy hóa thân cũng y như thấy nhục thể tôi vậy tôi giảng cho quý vị nghe vì sao lại như vậy bởi vì có người sau khi thành đạo hình dáng vẫn không biến đổi nhục thể trên thế giới này y như thân thể ở cõi trên cho nên bất cứ bề trong hay ngoài nhìn thấy dáng của sư phụ đều y như nhau nhưng ngài là phật bồ tát có hiểu không mình nghe nói quán thế âm bồ tát khi làm người tại cõi ta bà hình nhìn giống như vậy thanh hại vô thượng sư chỉ tượng quán thế âm hiện giờ mình ngồi thiền thấy được quán thế âm bồ tát là hình dáng của ngài lúc còn tại thế bây giờ có nhiều người thấy ngài đều là như vậy bởi vì ngài tu hành đến trình độ này hình dáng của ngài giống như hình dáng bình thường không có biến đổi lúc ngài tu thành đạo hình dáng ngài như thế nào sau này cũng không biến đổi Thí dụ, đối với thế giới ta bà này, Phật Thích Ca Mâu Ni lúc thành Phật là hình dáng như vậy. Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ tượng Phật. Đệ tử của Ngài lúc tọa thiền, nhìn thấy sư phụ họ ở bên trong cũng có hình dáng như vậy, nhưng lại đẹp hơn và có ánh sáng. Nếu như huệ nhãn của quý vị mở rồi, nhìn thấy nhục thân của Ngài cũng rất đẹp, cũng có ánh sáng rất là đẹp đẽ cho nên khi các vị tu hành đến đẳng cấp cao hình dáng bề ngoài và bên trong họ y như nhau bởi vì khi họ thành phật thành đạo hình dáng của họ như thế nào bên trong cũng có dáng dấp y như vậy không có gì cải đổi họ muốn biến đổi cũng được nhưng thông thường họ đều không biến đổi họ muốn biến hóa thành hình dáng khác cũng được nhưng họ không biến hóa vì sao vậy bởi vì công việc của họ là độ một nhóm chúng sanh nào đó đoàn thể chúng sanh đó đã quen thuộc với hình dáng của họ rồi hình dáng của họ như thế nào đồ đệ của họ học trò của họ đã quen thuộc rồi nếu như ở bên trong họ biến hóa thành thứ hình dáng khác rất có thể học trò của họ sẽ từ chối không thể hoàn toàn tin họ nếu như theo tôi rất lâu quen thuộc với lớp bề ngoài của tôi, rủi như có một ngày thấy được sư phụ bên trong biến thành hình dáng khác. Quý vị nhất định sẽ hỏi, ngài là ai? Quý vị có thể sẽ không thích vị sư phụ bên trong, bởi vì có người vốn rất chấp trước, trước khi mình còn chưa thành Phật, vẫn còn thái độ chấp trước đó, có phải vậy không? Khi mình quen thuộc với một thứ gì rồi, thì không muốn biến đổi. Mình tin cậy bà con, bạn bè của mình còn nhiều hơn người ngoài, có phải như vậy không? Bởi thế cho nên cần phải có một hình dáng cố định để cho đồ đệ của họ quen biết. Trong lúc tọa thiền, thấy được sư phụ bên trong, ngài nói với mình: "Bây giờ theo sư phụ đi thế giới cực lạc." Thì mình sẽ theo liền. Nếu như gặp Bồ Đề Đạt Ma hay là những vị đại sư thời xưa mình không quen biết, không biết chừng trong lòng cảm thấy không an, không dám tin. Khi mình không tin, mình sẽ tự cho là mình có chứng ngại. Nhưng có người sẽ tin liền tức thời. Cho nên Phật Bồ Tát đối với học trò cần phải dùng hình tướng như nhau để xuất hiện. Nhưng đối với người ngoài, ngài có thể dùng hình tướng khác. Bởi vì khi thành Phật là vô hình, vô tướng muốn biến hóa cái gì cũng được. Sau này, quý vị thành Phật cũng như vậy, hiện giờ hình tướng của quý vị là như vậy. Nếu trong tương lai quý vị thành Phật cũng có hình tướng như nhau, sau này đi dạy học trò cũng duy trì hình dáng này không biến đổi. Rất có thể đầu tóc sẽ dài hơn một chút, bởi vì có người trong thời gian tọa thiền lâu dài hay là bế quan, hoàn toàn không lo về bề ngoài cũng không cạo tóc, để tóc rất dài, sau khi thành đạo cũng duy trì hình dáng như vậy. Đương nhiên, họ vẫn còn là người xuất gia, nhưng cũng để tóc dài như Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Quý vị coi, tóc của ngài có dài lắm không? Thanh Hải vô thượng sư chỉ bức họa hình Phật Thích Ca Mâu Ni. Có những hòa thượng Ấn Độ cũng không cạo đầu, cũng như Phật vậy, quấn tóc trên đầu cũng được bởi vì có lúc họ bế quan một thời gian rất lâu, cho nên không có cạo đầu. Quý vị nhìn tóc của Bồ Đề Đạt Ma cũng dài như vậy. Ngài cũng không lo. Khi Ngài thành Phật, hình dáng cũng không biến đổi. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni lúc thành Phật như thế nào, sau này cũng để y như vậy. Ngài có thể xuống tóc trở lại, nhưng Ngài không lo về những gì bề ngoài. Cho nên bây giờ mình đều nhận biết hình tướng của phật thích ca có tóc dài có phải không lúc mới bắt đầu tu hành cần phải nương vào sư phụ bên ngoài và bên trong nhưng mình cần nên hiểu mình vốn là phật bồ tát mình cần phải trở về địa vị này biến thành phật bồ tát không thể ngày ngày đời đời đều làm đệ tử mình tu hành là bởi vì muốn trở lại địa vị vốn có của phật bồ tát để độ chúng sanh nếu như một vị Phật Bồ Tát chưa có từng làm người, chưa từng luân hồi sinh tử, Ngài sẽ không biết độ chúng sanh. Vì sao? Bởi vì Ngài quá khai ngộ, đối với tâm của Ngài không có đau khổ. Ngài không biết đau khổ là gì, cho nên cần phải xuống để làm người, làm động vật, làm súc sinh, luân hồi sinh tử, rồi mới có thể hiểu biết tâm của chúng sanh là như thế nào. Không xuống để làm chúng sanh, không thể độ chúng sanh, cũng không hiểu biết tự Ngài là Phật, có năng lực gì. Mình vốn đã là Phật rồi, bây giờ muốn tu hành thành Phật trở lại. Nếu như mình không phải là Phật, cho dù có tu hành trăm ngàn triệu năm cũng không thể thành Phật. Thí dụ, một miếng sắt không có lý nào để trăm ngàn triệu năm sau sẽ biến thành vàng. Vàng là vàng, kim cương là kim cương, cơm là cơm, cát là cát. Bất cứ mình nấu bao lâu cũng không thể nấu cát thành cơm. Tôi nói tới nói lui đều nói một thứ chuyện. Bởi vì muốn quý vị nhận biết mình, đương nhiên tôi sẽ truyền tâm ấn cho quý vị, truyền pháp cho quý vị, mở nhĩ căn cho quý vị, giúp quý vị mở mắt trí huệ. Ngày ngày nói trí huệ bên ngoài cho quý vị nghe, chỉ dẫn quý vị cách tu hành, nhưng quý vị cũng nên tự mình tu hành không thể nào chỉ nhờ lực lượng của tôi đương nhiên lúc truyền tâm ấn nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp của quý vị đều được rửa sạch hết rồi bởi vì mình vốn không có nghiệp chướng cho nên mới rửa sạch nghiệp chướng là hệ thống cần thiết trên thế giới ta bà nếu như mình không ở trên thế giới ta bà thì không cần thọ tâm ấn vì vốn không có nghiệp chướng nhưng hãy còn ở trên thế giới này vẫn cần phải nói đến nghiệp chướng và cần phải rửa sạch nghiệp chướng, nếu không mình không thể đi lên. Nếu như mình không tu hành, đẳng cấp của mình không thể nâng cao. Không cao thì không thể độ chúng sanh, cũng không thể thành Phật, chỉ biến thành Phật vô dụng, Bồ Tát vô dụng. Cho nên tu hành là việc cần thiết. Tu cho đến khi nào mình nhận thức được trở lại rằng mình là Phật thì có thể trở về nhưng lúc đó mình sẽ không có nghĩ đến. Mình được quả vị cứu cánh rồi. Tu hành là vô lượng, vô biên. Giả sử mình tu đến trình độ nào đó rồi ngưng lại. Đó là chuyện rất đáng tiếc. Thí dụ, tu hành có cái nóc nhà. Là mục tiêu cuối cùng. Mình tu đến đó rồi ngưng lại. Tôi thấy như vậy quả không tự do, không tự tại. Hiện giờ, quý vị hãy nghĩ, giả sử có một nơi cứu cánh cũng như nóc nhà vậy. Mình đến đó rồi thì không thể lên thêm nữa. Trường hợp như vậy có phải như là tù nhân hay không? Biến thành tù ngục Niết Bàn. Thế giới này là nhà tù nhỏ. Đi Niết Bàn là nhà tù lớn hơn, nhưng đều là tù ngục cả. Cho nên tu hành nên cẩn thận. Không có một nơi cứu cánh nào có thể để mình ngưng lại. Nhưng mình càng tu càng an lạc không phải không có nơi cứu cánh thì mình không cần phải tu hành không tu hành mình sẽ rất đau khổ nếu như quý vị an lạc thì khỏi cần tu hành nhưng bởi vì quá đau khổ quá vô minh quá dốt nát cho nên quý vị cần phải tu hành tìm nguồn gốc an lạc làm người không cần phải đau khổ như vậy bận rộn như vậy vô minh như vậy cho nên cần phải phát tâm muốn tu hành thành Phật. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần vấn đáp giữa Thanh Hải vô thượng sư và thính chúng trong buổi thuyết giảng tại Trung tâm Vô Lượng Quang vào ngày mùng 7 tháng 12 năm 1986 với chủ đề Những ai có thể đến thế giới cực lạc. Phần vấn đáp này được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyền 2. Xin hỏi sư phụ, trên thế giới này có quỷ hay không? Đáp. Có, cũng không có. Có là bởi vì mình có quan hệ với nó, mình sẽ thấy được, cho nên nói là có. Tu hành có thể tu đến trình độ người và quỷ đều không có. Quỷ cũng là chúng sanh. Đối với người tu hành cao, quỷ cũng không phải quỷ. Cho nên nói là có cũng là không có điều này tùy theo đẳng cấp của mỗi người mà nói quỷ cũng rất dễ thương mình tu hành tốt nó sẽ đến thờ phụng mình nó rất ngoan sẽ lo chăm sóc hoa coi ngó rau cải ngoài vườn nó rất dễ thương mình muốn nó làm gì nó làm cái đó hãy mình tu hành tốt nó sẽ rất kính thương mình rất ưa thích mình cũng như quý vị ưa thích tôi vậy quỷ rất có thể còn ưa thích tôi còn hơn là quý vị nó cũng không làm gì nó không như mình tưởng tượng nếu như mình tu hành tốt sẽ không có quỷ đến làm phiền nếu như nó có đến thì rất dễ thương tuy rằng dáng của nó có lẽ không đẹp nhưng cá tính của nó rất dễ thương nó cũng biết tu hành có ngày nó cũng sẽ thành phật xưa kia lúc tôi ở mỹ tùng kinh tối có rất nhiều quỷ đến đều mặc đồ trắng sắp từng hàng một có đến cả trăm con chúng nó đến sám hối đến tu hành nghe tôi tụng kinh cũng có những người khác thấy hiện giờ tôi rời khỏi nơi đó không biết quỷ có còn đến nữa hay không ở đây cũng có quỷ bây giờ cũng có rất nhiều quỷ đến nghe kinh chúng là chúng sanh rất dễ thương nhưng sự thông minh và trí huệ của chúng rất là nhỏ năng lực nghe hiểu cũng hơi kém cách nghĩ của chúng nó cũng hơi chậm lục, không giống như người. Đôi khi họ làm việc xấu, tự họ cũng không biết nữa. Cho nên phải dạy chúng, bảo chúng đừng có làm như vậy, nếu như chúng thích mình, chúng sẽ nghe lời. Con người, nếu như có đủ năng lực, có thể chỉ dạy nó và nó cũng thích mình, nó sẽ nói: "Được được, tôi không làm." Nó sẽ nói bởi vì nó thích người đó. Nó thích người nhưng lại làm cho người ta đau khổ, bởi vì nó không hiểu làm như vậy là chuyện xấu. Sự thông minh của quỷ khác với đẳng cấp của con người, cũng như chó, nếu như nó thích mình, nó sẽ kêu mình hay là nằm trên người mình, cào rách y phục của mình, làm dơ đi. Mèo cũng vậy, bởi vì sự thông minh của nó khác với mình. Quỷ có thể tu hành không? Đáp có thể, nhưng chúng tu hành khác với chúng ta. Chúng tu hành không thể lập tức thành Phật, cũng không thể hiện đời thành Phật. Có thân người mới có thể hiện đời giải thoát. Chúng dùng phương pháp của chúng tu hành, chúng có thể nghe. Nếu không, chúng ta tụng kinh sáng, kinh chiều làm gì. Nhưng không phải quỷ nào cũng nghe hiểu. Súc sinh cũng biết nghe kinh, cục đá cũng biết nghe kinh quý vị có từng nghe về thiền sư đạo sinh ngài giảng kinh cho người người ta không nghe ngài mới lên núi giảng cho cục đá nghe sau khi giảng xong ngài hỏi cục đá có đúng không cục đá gật đầu cho dù là cục đá cũng có thể nghe kinh chúng sanh hữu hình sao lại không thể nghe nhưng khi tôi qua mỹ nói với một vị thiền sư chúng ta ăn rau cải cũng không tốt lắm bởi vì rau cải cũng có sinh mạng rốt cuộc vị thiền sư đó nói tôi nói đạo lý của ngoại đạo vị đó cho rằng rau cải không có sinh mạng giả sử cột đá cũng có thể nghe kinh rau cải sao lại không có sinh mạng tốt nhất vốn đừng có ăn nhưng vì muốn giữ thân người để tu hành cho nên cần phải ăn một chút đồ nếu như hoàn toàn không ăn chúng ta làm sao giữ được thân thể này bởi vì tự mình nghe không hiểu rồi phỉ bán người khác là ngoại đạo thật là chuyện đáng buồn trong kinh lăng nghiêm cũng có nói phật bồ tát có lòng từ bi không nên đạp trên cỏ cũng không nên có tâm nhặt hoa nhổ cỏ ý nói cỏ cây cũng có linh hồn cũng có ý thức nhưng tôi nói với vị đó như vậy vị đó lại cho rằng tôi là ngoại đạo Đối với hạng người đó, thật không có cách nào hơn để giải thích cho họ hiểu. Tình trạng của Phật giáo bây giờ thật là ảo não, sinh viên ra nước ngoài học về được một chút giáo lý của Đức Phật, hoặc lấy được mảnh bằng bác sĩ, trở về nước muốn nói gì cũng được, nhưng tự mình lại không hiểu pháp vi diệu thâm sâu của kinh điển Phật giáo. Rao cải cũng có sinh mạng là chuyện nhỏ, rất là dễ hiểu, nếu như luôn cả điều đó cũng không hiểu làm sao hiểu thứ pháp vi diệu thâm sâu đó bởi vì tự mình không hiểu mới phỉ bán người hiểu biết là ngoại đạo cho nên dạy chân lý không dễ dạy chuyện thế tục rất dễ bởi vì đa số người không quen nghe sự thật đa số người vẫn rất vô minh không hiểu được chân lý đều nương vào loại bác sĩ hay là phật học viện gì đó sau này nếu như có người khác nói chân lý họ không thể nghe lọt vào tay được sư phụ có nhiều sách đều viết rằng có nhiều vị đại sư khi nhập định kéo dài đến mấy tháng chúng ta thông thường tọa thiền có tình trạng cũng nhập định kéo dài đến vài tháng hay không đáp có thể nếu như mình đủ trình độ để nhập định nếu như không đói cũng không muốn động thì động làm chi muốn nhập định cũng được chứ sao lại không thể được không thấy đói thì không ra ngoài ăn tuy rằng họ ngồi không nhúc nhích nhưng thần thức của họ đã đi đến cảnh giới cao chỉ để lại thân thể có nhục thể nhưng linh hồn và ý thức không có ở đó con đọc trong kinh có nói đến con người từ trời quán âm xuống nhưng con học về động vật học trong sách nói con người từ loại vượng tức là khỉ diễn biến mà ra. Đáp Trời quán âm chỉ có một đoạn thời gian mà thôi. Không phải lần nào cõi ta bà này đều do người từ cõi trời quán âm xuống. Nói đến từ trời quán âm xuống là chỉ đoạn thời gian đó mà thôi. Càng xa nữa, rất có thể có những người trời khác xuống. Thế giới này thành trụ, hoại, không mấy lần rồi. Không phải lần nào đều là người của trời quán âm xuống thế. Theo thuyết tiến hóa, chúng ta là do vượng khỉ diễn biến ra. Chúng ta cũng có thể từ cọp mà ra. Bởi vì đời trước làm động vật đó, chúng ta làm quỷ, làm người, làm súc sinh, vân vân, Không phải chỉ làm vượng, khỉ mà thôi, cũng đã từng làm cọp. Trong kinh Phật có nói, người xấu biến thành cọp, bởi vì ăn nhiều thịt, sau khi tái sinh biến thành cọp, sư tử, vân vân, thứ động vật hung ác đó trải qua mấy kiếp mới có thể làm người trở lại. Có người lúc còn sống rất ác độc, khi chết biến thành rắn, trải qua một đoạn thời gian rất dài, rắn cũng làm người, nhưng khi làm người cũng làm người ác. Nếu như đầu thai từ động vật hung ác, sau này trở thành người cũng rất hung ác có dáng bộ như muốn hơn thua với kẻ khác vậy. Cho nên, nhà sinh vật học nói, chúng ta từ vượng khỉ mà ra cũng không có sai. Không chỉ là vượng, khỉ, mà còn từ cọp, sư tử và các loại động vật khác. Đó là sự an bài của tạo hóa để cho chúng ta học tập tám vạn bốn ngàn loại chúng sanh. Sau này mới có thể hiểu nỗi khổ của tất cả chúng sanh. Cho nên, trong kinh điển có nói, Phật Bồ Tát hóa thân thành động vật là vì muốn học tập, sau đó mới có thể độ chúng sanh. Khi niệm chú, nếu chúng ta phát âm không chính xác, kết quả khi niệm hay cảm ứng phải chăng không được tốt? Đáp, niệm rõ ràng đương nhiên là tốt hơn. Nếu như thân nhân của chúng ta gặp khó khăn, có nghiệp chướng, chúng ta có nên khuyên họ bố thí hay không? Đáp. Tất cả chúng sanh đều là thân nhân của chúng ta. Đừng nghĩ rằng người đó mới là thân nhân của mình. Nếu như mình không có lòng phân biệt, tất cả chúng sanh đều có thể bố thí. Nhưng bố thí cũng đừng có nghĩ là ta đang bố thí. Bởi vì nếu như mình có rất nhiều nên chia cho kẻ khác. Cũng như mỗi lần quý vị đến trung tâm đạo tràng cúng dường tôi những gì Tôi đều chia cho mọi người, tôi không có nghĩ tôi đang bố thí cho người nào. Trên xã hội cũng vậy, một người nếu như có quá nhiều tài sản có thể chia cho kẻ khác. Trên thế giới này, nếu như mọi người đều đem đồ dư của mình chia cho kẻ khác, thế giới nhất định hòa bình, an lạc, không có chuyện chiến tranh, trộm cướp. Cho nên khi bố thí, đừng có nghĩ là bố thí nghĩ đến bố thí là đẳng cấp thấp. Bố thí gì đây? Khi chúng ta đến thế giới này, có đem gì đến? Đâu có. Không có đem một xu nào. Một cây răng cũng không có. Một cọng tóc cũng không có. Cái gì cũng không có. Đến đây vay đồ của thế giới ta bà này ăn. Vay y phục để mặc. Chúng ta đến cũng không, mà đi cũng không. Như vậy, chúng ta có thể bố thí cái gì? Tất cả đều là đồ trên thế giới này. Chúng ta chỉ mượn đi, mượn lại. Thay vì đổi lại sử dụng, phải nghĩ như vậy mới đúng. Nếu không, ngã chấp quá lớn, lần nào cũng nghĩ ta à, bố thí. Bố thí như vậy không có lợi gì. Giả sử có người lường gạt lấy tiền của kẻ khác, chúng ta biết được người đó đang lừa dối. Có thể từ chối người đó hay không? Đáp, nên từ chối bởi vì trong tình trạng cần thiết chúng ta mới giúp đỡ không cần thiết thì không giúp đỡ có người đói thật sự mình cho họ ăn có người không có y phục để mặc thì nên cho họ y phục để mặc người bị bệnh không có tiền đi khám bệnh mình có thể cho họ tiền nhưng đừng để cho người khác lợi dụng mình như vậy mình sẽ nhận nghiệp chướng của họ nếu như biết được người đó lường gạt người lại để cho họ đánh lừa như vậy có phải dạy dột không nếu cần thì giúp đỡ không cần thì thôi lúc nào nơi nào cũng đều như nhau có người đi ăn xin nhưng họ có tiền rất nhiều ăn mày cũng đi uống rượu mặc đồ đẹp đến tiệm ăn sang đến nỗi mua nhà mua xe loại người đó đương nhiên là lường gạt người có người bắt mấy đứa nhỏ mặc quần áo như ăn mày thậm chí còn đánh nó thành tàn phế sau đó sai bảo chúng đi xin ăn để lường gạt người nếu không chúng sẽ bị đánh đập tàn nhẫn cho nên muốn bố thí giúp người chúng ta cần nên phán đoán cho rõ ràng quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Vô Lượng Quang vào ngày mùng 7 tháng 12 năm 1986 với chủ đề Những ai có thể đến thế giới cực lạc. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 2.